Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết, Nga cảnh cáo là sẽ trục xuất đại sứ Hoa Kỳ và giới ngoại giao nếu tiếp tục xen vào chuyện nội bộ của Nga. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Ngoại giao của Nga trong ngày thứ Năm nói rằng họ đã cho mời bà Lynn Tracy, đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow, cảnh cáo bà về việc sẽ trục xuất một số nhà ngoại giao của Hoa Kỳ nếu như vẫn tiếp tục, họ nói rằng, là can dự vào chuyện nội bộ của họ. Moscow đã đưa ra lời cảnh báo này trước cái cuộc bầu cử vào ngày 15 và ngày 17 tháng 3 về bầu tổng thống, và trong đó ông Vladimir Putin được xem là một trong những lãnh đạo của Nga trong hơn 20 năm qua, có thể sẽ thắng một cách dễ dàng và không có gì phát triển mới. Bộ Ngoại giao đưa ra bản statement giữa lúc mà đang có cái gọi là có những hành động tung những cái tin gây nhiễu trong cái cuộc bầu cử của Nga, mà Điện Kremlin gọi rằng đây là cái chiến dịch quân sự của họ tại Ukraine thay vì đó là cuộc chiến. Và trong đó thì họ nói rằng là tuyệt đối là có hành động, đã có sự can dự, và chúng tôi cần phải gửi lời cảnh cáo cho phía của Hoa Kỳ. Đây là một trong những lời phát biểu của phía Nga đưa ra, và nói rằng các nhân viên của Tòa đại sứ Hoa Kỳ đã có những hành động can dự vào chuyện nội bộ của Nga. Phát ngôn viên Tòa đại sứ Hoa Kỳ nói rằng họ không có một cái lời bình luận nào. Tuy nhiên thì Bộ Ngoại giao Nga đã đòi hỏi phía Tòa đại sứ Hoa Kỳ là phải chấm dứt việc ủng hộ cho ít nhất là 3 tổ chức bất vụ lợi của Hoa Kỳ mà họ nói rằng đang có cái chương trình chống lại nước Nga, và quốc gia này đang tìm cách ngăn chặn tất cả những cái hoạt động của những tổ chức trên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhóm Hồi giáo Hamas cho biết là các cuộc đối thoại về ngưng bắn sẽ diễn ra vào tuần tới, và dường như là không có đủ thời gian để có thể trước thánh lễ Ramadan. Bản tin từ Cairo cho biết thì nhóm Hồi giáo Hamas ngày thứ Năm nói rằng phái đoàn của họ đã rời khỏi Cairo ở Ai Cập trong các cuộc đối thoại về tình trạng ngưng bắn ở dải Gaza và trao trả tự do cho con tin, và sẽ tiếp tục lại các cuộc đối thoại vào tuần tới. Dường như là không thể nào có thể có được một cái hiệp ước ngưng bắn trước cái thánh lễ quan trọng của người Hồi giáo là Ramadan. Và các giới chức Ai Cập trước đó cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được một số những cái thỏa thuận, và trong đó Hamas đòi hỏi là phải có tiến trình chấm dứt cuộc chiến này. Tuy nhiên, họ vẫn không loại trừ việc mà có thể đạt được cái thỏa thuận trước thánh lễ Ramadan, và trong đó bắt đầu từ ngày Chủ nhật này, và dường như là đã không có thể diễn ra. Phát ngôn viên của Hamas là Jihad Taha cho biết là phía Do Thái từ chối cam kết và bảo đảm về cái tình trạng ngưng bắn và quay trở lại việc trao trả lại những cái vùng đất mà họ đã chiếm đóng của người Palestine, và ông ta nói rằng các cuộc đối thoại này vẫn diễn ra và cũng sẽ bắt đầu vào tuần tới. Tuy nhiên vẫn chưa có lời phát biểu từ phía Do Thái. Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar đang tìm cách trong mấy tuần lễ qua để có một cái thỏa thuận ngưng bắn kéo dài 6 tuần lễ, đổi lại là trao trả tự do cho 40 con tin bị bắt giữ tại dải Gaza, và phía Do Thái phải trả tự do cho một số con tù nhân của người Palestine. Các giới chức Ai Cập cho biết là Hamas đồng ý một cái term, tức là một cái giai đoạn, mà trong đó là họ nói rằng là cho cái giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, cảnh mà họ muốn rằng lời cam kết này sẽ phải được thực hiện, và Hamas nói rằng họ sẽ không trả tự do cho tất cả những con tin bị bắt giữ mà không có sự rút lui toàn diện của Do Thái ra khỏi lãnh thổ này. Nhóm dân quân Palestine cho biết họ đã bắt giữ khoảng 100 con tin và còn khoảng 30 người khác đã bị bắt giữ bởi Hamas vào cuộc tấn công 7 tháng 10 khi mà họ khởi động cho cuộc chiến. Và Hamas đồng thời đòi hỏi trả tự do cho một số lượng lớn con tù nhân người Palestine, trong đó bao gồm các viên chức hàng đầu của nhóm dân quân này đã bị kết án tù chung thân, để đổi lại việc trao trả tự do cho các con tin còn bị bắt giữ. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái tình hình ở dải Gaza. Cũng trong ngày hôm nay thì phía Hội Hồng Nguyệt của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ gửi tất cả những cái phẩm vật cứu trợ tới cho dải Gaza. Bản tin từ Ankara cho biết thì Hội Hồng Nguyệt của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gửi một cái gói cứu trợ lớn tới dải Gaza thông qua cái biên giới của Ai Cập, và cái chuyến hàng này gồm 3.000 tấn thực phẩm, ca dụng cụ y tế cũng như là các cái thuốc y tế từ phía Ai Cập rời khỏi cái bến cảng có tên gọi là Al-Arish vào ngày thứ Năm. Phía Thổ Nhĩ Kỳ
đã được xem là quốc gia đã chỉ trích mạnh mẽ về Do Thái trong cuộc tấn công vào dải Gaza, và đồng thời họ nói rằng đây là một trong những cái tội ác diệt chủng và cần phải được truy tố ra tòa án quốc tế, và tái nhắc lại sự ngưng bắn, cảnh báo rằng sẽ có hậu quả nếu như mà tiếp tục có cái cuộc chiến này trong cái tháng gọi là thánh lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu từ Chủ nhật tuần này. Gói cứu trợ này sẽ được gửi tới dải Gaza với sự hỗ trợ và hợp tác của Ai Cập và Hội Hồng Nguyệt tại Ai Cập, và sẽ tiếp tục hy vọng là duy trì cái sự sống còn của người Palestine trước thánh lễ Ramadan. Đó là lời phát biểu của đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo là Salih Mutlun Sen đã đưa ra trong một bản thông cáo trên trang Platform X. Và Hội Hồng Nguyệt được xem là một trong những hội nguyệt lớn ở tại khu vực của Trung Đông, và đài truyền hình CNN đã cho biết là những phẩm vật cứu trợ này sẽ có hai cái chuyến gửi tới Ai Cập để mà hỗ trợ cho người Palestine, và được xem là một mức đóng góp lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Và họ sẽ có khoảng 200 chiếc xe truck ở biên giới thành của cái thành phố gọi là Rafah, sát biên giới của Ai Cập ở dải Gaza, nơi mà có trên 1 triệu người đang đến tị nạn tại đây, và cho biết rằng gói cứu trợ này bao gồm tất cả những cái thực phẩm, xe cứu thương và một số những cái dược phẩm, thuốc men để cứu trợ cho người Palestine. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ để mà hỗ trợ cho người Palestine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, các tàu chở hàng của Hoa Kỳ đã bắt đầu làm chậm lại các cái hợp đồng giữa lúc mà tình trạng chi phí vận chuyển cao ở tại khu vực biển Hồng Hải. Bản tin từ Long Beach cho biết thì các nhà nhập cảng của Hoa Kỳ đang chơi một cái game gọi là chờ đợi, trong lúc mà họ giảm đi tất cả những cái hợp đồng vận chuyển hàng hóa trong lúc mà khu vực Hồng Hải đang có các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo Houthi và khiến cho cái chi phí về vận chuyển lên cao hơn. Nhóm Hồi giáo Houthi vẫn tiếp tục bắn các cái đạn hỏa tiễn và các cái drone vào những tàu thương mại di chuyển trên vùng biển Hồng Hải, và trong đó họ nói rằng họ ủng hộ cho người Palestine và họ nhắm vào các chiếc tàu chở hàng ở khu vực băng ngang qua khu vực của châu Phi, và được xem là một trong những cái tuyến đường hàng hải quan trọng. Và trong đó thì tổng giám đốc điều hành của một công ty có tên là Analyst S&P Global cho biết rằng là hiện nay thì các cái chuyến tàu và các cái hợp đồng đã bị chậm lại sau khi mà có các cuộc tấn công tại đây, và mức thường niên cho một cái việc mà vận chuyển hàng hóa này hiện nay là ước lượng trên 1 triệu Mỹ kim để gửi một chiếc tàu hàng từ khu vực ở Phi Châu, tức là cái khu vực ở Cape Good Hope, và sẽ băng ngang qua khu vực Hồng Hải đến kênh đào Su. Và chi phí cao này cộng với sự đe dọa và cũng như là những cái giá cả bảo hiểm đã khiến cho các công ty của Hoa Kỳ đã phải giảm đi các cái hợp đồng và chi phí cho một cái container dài khoảng 40 feet từ ở Thượng Hải tới Los Angeles có thể sẽ chi phí tới 4.900 Mỹ kim trong tháng 4 theo tường trình của dữ liệu của các cái công ty vận chuyển cho biết, và cái mức này đã giảm xuống còn khoảng 4.300 Mỹ kim. Tuy nhiên thì một cái container trước đây là trị giá khoảng 2.000 Mỹ kim mà thôi. Đây được xem là một trong những cái giảm giá và kể cả những cái gọi là làm chậm lại hợp đồng của các công ty của Hoa Kỳ sau khi mà bờ biển Hồng Hải đã bị tấn công bởi nhóm Hồi giáo Houthi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, EU, tức là Liên hiệp Âu Châu, đã bắt đầu có cái hành động cứng rắn với Trung Quốc trong lúc mà đánh thuế vào các xe điện của Trung Quốc tại thị trường Âu Châu. Bản tin mới nhất cho biết thì Liên hiệp Âu Châu đã tiến gần tới việc tăng thuế nhắm vào các xe điện của Trung Quốc ở trong 27 quốc gia này. Và trong đó, họ nói rằng là phía Bắc Kinh đã cung cấp tài chính hỗ trợ cho kỹ nghệ xe điện một cách bất hợp pháp. Quỹ hội Âu Châu và các giám đốc điều hành đặc trách về vấn đề quân sự trong tuần này cho biết họ đã phát hiện được một số những bằng chứng về các cái bình điện của xe điện từ Trung Quốc, mà trong đó đã được sự hỗ trợ trực tiếp hoặc là gián tiếp từ phía Trung Quốc, bao gồm luôn việc giảm thuế để giúp cho cái Trung Quốc có thể phát triển các cái thị trường xe điện. Và phía EU cho biết là họ đã mở cuộc điều tra từ hồi tháng 10, và trong đó họ sẽ đánh thuế rất nặng vào các cái phụ tùng cũng như là các cái bình điện của xe điện hoặc là các cái xe điện của Trung Quốc nhập cảng vào Âu Châu. Và EU cho biết là cái sự hỗ trợ của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc cho các cái kỹ nghệ xe điện này là từ 4 cho tới 17%. Cuộc điều tra này là một phần trong nỗ lực của Âu Châu nhằm bảo vệ cho cái nguồn cung cấp và sản xuất ở khu vực của Âu Châu, đặc biệt là trong kỹ nghệ của semiconductor và kỹ nghệ ngành dược. Và loan báo này đã được đưa ra sau khi có cuộc điều tra của EU, và Quỹ hội Âu Châu cho biết họ đã tìm thấy được hàng loạt những cái bằng chứng, những cái phụ tùng nhập cảng từ Trung Quốc đã được sự hỗ trợ bởi chính quyền của Cộng sản Trung Quốc và gia tăng mức
hỗ trợ này lên tới 14%, và cuộc điều tra này đã được phát động từ năm ngoái theo tường trình đã được công bố vào ngày 5 Tây tháng 3, và tất cả đều cho thấy là các cái mặt hàng xuất cảng của Trung Quốc qua thị trường Âu Châu đều có sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Phía Liên hiệp Âu Châu lên tiếng cảnh cáo là các công xưởng của họ có thể sẽ bị tổn thương khi mà mức hàng cạnh tranh của Cộng sản Trung Quốc đã quá rẻ ở trên thị trường của Âu Châu, và trong đó Trung Quốc dự tính là xuất cảng 12.2 tỷ Mỹ Kim các cái xe điện và các phụ tùng xe điện vào Liên hiệp Âu Châu trong năm 2023 kéo dài cho tới tháng 11. Đây được xem là một trong những dự tính mới nhất của Âu Châu đánh thuế vào các mặt hàng phụ tùng xe và các cái bình điện dành cho xe điện tại Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Úc và khối Á Châu, tức là khối ASEAN, đã kêu gọi sự tự chế trên Biển Đông và cuộc ngưng bắn tại dải Gaza. Bản tin từ Melbourne, Sydney cho biết, thì Úc và các quốc gia nằm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là khối ASEAN, đã kết thúc 3 ngày hội nghị thượng đỉnh của họ vào ngày thứ Tư, kêu gọi sự tự chế trên Biển Đông và kêu gọi sự ngưng bắn ở tại dải Gaza. Úc đã chủ trì cho phiên họp thượng đỉnh của khối ASEAN ở tại Melbourne, đánh dấu 50 năm mối quan hệ của Úc với cái tổ chức này, và trong đó gồm có 10 quốc gia dường như đang có sự khác biệt về tình trạng mà Trung Quốc đang có những hành động gọi là bức hại trên Biển Đông. Và trong một bản statement chung thì Úc và khối ASEAN kêu gọi là căn cứ trên những cái quy tắc căn bản ở tại khu vực Indo-Pacific giữa lúc mà Bắc Kinh đang gia tăng sự hiện diện của họ trên Biển Đông. Chúng tôi nhận ra quyền lợi ở tại Biển Đông, ở trên biển về cái vấn đề hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng, và chúng tôi kêu gọi các quốc gia là phải xóa đi những hành động đơn phương gây nguy hiểm cho hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng cho biết là tình trạng của Biển Đông tổng quát là ổn định và Trung Quốc vẫn tiếp tục giành cái vị trí trong các cái khu vực được xem là tranh chấp chủ quyền. Chúng tôi vẫn tiếp tục có những cái sự khác biệt với những quốc gia và điều này sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc thảo luận của chúng tôi với khối ASEAN. Đây là lời phát biểu của phía Trung Quốc đưa ra. Trong khi đó thì phía Úc cho biết rằng là họ đã lên tiếng và kêu gọi sự tự chế, và các quốc gia này đang có cái cuộc họp với lại phía của Úc ở tại khu vực Melbourne, tức là các quốc gia Đông Nam Á, và trong đó diễn ra giữa lúc mà Philippines và phía của Trung Quốc đang có sự đối đầu gay gắt. Trong khi đó thì Thủ tướng Malaysia là ông Anwar Ibrahim đã đứng ra binh vực Trung Quốc và nói rằng việc mà tách rời Trung Quốc ra khỏi khối Tây Phương là chuyện khó xảy ra, và điều này có thể sẽ dẫn tới tình trạng gọi là quốc gia này trở nên mạnh mẽ hơn. Đây được xem là một trong những cái kết quả của hội nghị 3 ngày giữa khối ASEAN và của Úc nói về tình trạng của Biển Đông, và đồng thời họ lên án gay gắt về cái tình trạng và họ nói rằng là vi phạm nhân đạo một cách nghiêm trọng ở dải Gaza và kêu gọi phải có cuộc ngưng bắn ngay lập tức tại dải Gaza. Đây được xem là một trong những cái thông cáo chung của khối ASEAN. Khối ASEAN gồm luôn cả các quốc gia có cái số đông người Hồi giáo là Malaysia, Indonesia và Brunei. Trong khi đó thì phía Úc lại mạnh mẽ hậu thuẫn cho phía của Do Thái và kêu gọi cái cuộc ngưng bắn và mở ra cái đường hướng hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một bản tin của hãng thông tấn Reuters cho thấy là Hoa Kỳ đã thúc giục các đồng minh là giới hạn việc Trung Quốc tiếp cận với lại các cái kỹ thuật về chip điện tử theo tường trình của Bloomberg và hãng thông tấn Reuters. Chính phủ Hoa Kỳ đang thúc giục các quốc gia gồm có Hà Lan, Đức và Nam Hàn cũng như Nhật Bản là tìm cách siết chặt việc Trung Quốc tiếp cận với kỹ thuật về semiconductor theo tường trình của Bloomberg đã đưa ra vào ngày thứ Tư. Hoa Kỳ đã lên tiếng và mong muốn các công ty của Nhật Bản là giới hạn việc xuất cảng những cái hóa chất quan trọng để chế tạo các loại chip điện tử, trong đó bao gồm loại photoresist được xem là một trong những cái hợp chất quan trọng để chế tạo các cái chip điện tử, và Washington đồng thời cũng đã áp lực phía Hà Lan là phải chấm dứt việc mà cung cấp các cái phụ tùng cho các cái máy sản xuất về semiconductor của công ty ASML và chấm dứt việc gọi là hỗ trợ về bảo trì cũng như bảo quản cho các cái dụng cụ sản xuất chip điện tử cho các khách hàng của Trung Quốc và giới hạn bán tất cả những cái phụ tùng này vào năm ngoái. Và nguồn tin cho biết với hãng thông tấn Reuters và hãng thông tấn Bloomberg đã đọc được, Tokyo và The Hague đã bắt đầu có những cái tác hại sau khi mà họ đã đáp ứng những cái hành động cứng rắn hơn chung với Hoa Kỳ theo tường trình cho biết. Và Bộ Thương mại của Hoa Kỳ nói rằng là họ đã đưa ra vấn đề này ở tại Tokyo trong cuộc gặp gỡ về việc
kiểm soát xuất cảng hồi tháng trước. Trong khi đó, thì chính quyền của Hà Lan đã bác bỏ lời phát biểu trong bản báo cáo này, trong khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn chưa lên tiếng cho biết là cái chi tiết như thế nào. Một viên chức tại Nhật Bản cho biết là họ đã thảo luận việc kiểm soát tất cả những cái việc xuất cảng, đặc biệt là liên quan tới ngành semiconductor. Hoa Kỳ đặc biệt đang lo ngại về việc Trung Quốc đang có tham vọng để đi trước trong cái việc sản xuất về chip điện tử, và đặc biệt là hỗ trợ cho cái việc mà nâng cấp tất cả hệ thống quốc phòng của họ. Đây được xem là sự lo ngại lớn nhất của Hoa Kỳ, và vận động các đồng minh là giới hạn sản xuất và xuất cảng các cái semiconductor và chip điện tử vào thị trường của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, Bắc Kinh đã bắt đầu phô trương sức mạnh của lực lượng tàu hải giám của họ trên vùng biển tranh chấp tại Trường Sa và đối đầu với Philippines. Bản tin từ ở phía Manila cho biết thì giữa lúc đang có những sự tranh chấp trên Biển Đông, 5 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã vây quanh và đã xịt vòi rồng vào một chiếc tàu tuần duyên của Philippines, gia tăng một cách sự bức hại giữa lúc mà đang có sự hiện diện của các ký giả quốc tế tại đây. Cuộc đụng độ vào ngày thứ ba ở trên cái khu vực Trường Sa, nơi mà 2 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã xịt vòi rồng vào một chiếc tàu nhỏ cung cấp nguồn lương thực cho một cái trạm đóng quân của Philippines ở tại bãi cảng Second Thomas Show, và khiến cho thủy thủ đoàn ở đây bị thương. Và việc này đã được sự chứng kiến rất rõ ràng của phóng viên hãng thông tấn AP. Đó là điều rất lo ngại, và tôi nói thật là nó rất lo ngại. Đó là lời phát biểu của đề đốc Alberto Carlos đã nói với các thông tấn viên khi mà chứng kiến được là hành động của Trung Quốc bức hại các cái tàu Philippines ở trong cái tàu vận chuyển về nguyên liệu và cung cấp nguồn lương thực có tên là Unaiza Ma 4, theo từng cho biết. Và trong lúc mà Trung Quốc xịt vòi rồng vào tàu tuần duyên của Philippines thì lại có sự hiện diện của đề đốc Alberto Carlos và kể cả các phóng viên của hãng thông tấn AP. Đây được xem là một trong những cái cảnh báo mới của Philippines đưa ra. Và cái việc này đã xảy ra trên bãi cảng Second Thomas Show vào hôm thứ ba, 5 tiếng đồng hồ khi mà Trung Quốc đã có những hành động bức hại đối với lại các tàu tuần duyên của Philippines. Và dưới sự chứng kiến của 2 phóng viên hãng thông tấn AP, các phóng viên này đã được mời tham gia trên chiếc tàu tuần duyên của Philippines để vận chuyển và bảo vệ cho các cái nguồn lương thực cung cấp cho lực lượng trú đóng quân sự của Philippines tại đây. Và lực lượng tàu hải giám của Trung Quốc đã gây nguy hiểm trước cái ống kính của các phóng viên hãng thông tấn AP và trước sự chứng kiến của đề đốc Carlos. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra trên Biển Đông, và phía Philippines đã lên án gay gắt hành động bức hại của lực lượng hải giám Trung Quốc. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, Bắc Kinh đã cho tăng cường rất nhiều những lực lượng tàu hải giám của họ tại xung quanh khu vực Trường Sa, đặc biệt là 2 bãi cảng Scarborough và bãi cảng Second Thomas Show. Nơi đây được xem là đang có cái sự tranh chấp giữa Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei. Đồng thời cũng đã có những cái hoạt động được xem là đối đầu của các quốc gia này với Trung Quốc, và giữa lúc mà cái khu vực này được xem là cái khu vực có dầu, cái nguồn hải sản cũng như là cái nguồn dầu khí, và đồng thời là cái nơi vận chuyển về hàng hóa trị giá khoảng 3.000 tỷ Mỹ Kim. Đây được xem là một trong những cái cảnh báo mới của phía Philippines đưa ra giữa lúc mà Bắc Kinh đang phô trương sức mạnh quân sự của họ trên Biển Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cùng một lượt, giữa lúc mà Trung Quốc đang có những hành động gay gắt trên Biển Đông, Hoa Kỳ đã chi ra hàng trăm triệu Mỹ Kim để đầu tư vào các cái hạ tầng cơ sở quân sự của họ tại Á Châu Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đã chi ra hàng trăm triệu Mỹ Kim để phát triển cái khả năng hàng hải của họ ở khu vực Đông Nam Á cùng với các quốc gia tại đây, gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp trên quần đảo Trường Sa. Theo tường trình của một viên chức Hoa Kỳ đã đưa ra, chúng tôi đã chi ra rất nhiều tài chính và thời gian đầu tư để xây dựng tất cả những cái khả năng hàng hải với các đối tác của chúng tôi. Đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách về vấn đề Đông Á và khu vực của Á Châu Thái Bình Dương là Daniel Christian Pring đã cho biết như trên trong cuộc họp báo tại Washington vào ngày thứ Tư, tiếp theo việc mà có ít nhất là cuộc đối đầu giữa Philippines và của Trung Quốc tại khu vực này. Và lời phát biểu này được đưa ra giữa lúc mà phía Philippines đang cáo buộc và mời đại sứ của Trung Quốc lên để phản đối hành động bức hại của lực lượng hải giám Trung Quốc đối với tàu của Philippines khi mà họ bắn vòi rồng vào tàu của Philippines. Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã có hàng loạt những cái bước cần thiết của họ ở trên Biển Đông và gần như vi phạm vào các cái luật lệ quốc tế. Và điều này, đơn phương có những hành động đã uy hiếp đối với những đối tác của chúng tôi, và chúng tôi thấy rằng điều này không thể chấp nhận được và gây bất ổn ở khu vực. Đó là lời phát biểu của Christian Pring đã đưa ra. Và Trung Quốc lên tiếng cáo buộc cho rằng Hoa Kỳ là một quốc gia không có đường lãnh thổ và
cái thềm lục địa tại đây và không có thể xen vào trong cái khu vực này. Và khi được hỏi đến việc mà cải thiện các liên minh giữa Hoa Kỳ và Thái Lan dưới thời của tân thủ tướng của Thái Lan là Srettha Thavisin, thì Christenberg cho biết là rất là tốt trong cái chuyến đi của ông ta tới Thái Lan, và có sẽ có những cuộc hợp tác chặt chẽ hơn trong cái liên minh của Thái Lan và của Hoa Kỳ, và nó sẽ mạnh mẽ hơn hơn bao giờ hết. Đây là lời khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung ở của Hoa Kỳ đặc trách về khu vực Đông Á và Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và một bản tin của hãng thông tấn DPA Đức cho biết là Trung Quốc tuyên bố là những quốc gia nào ủng hộ cho cái độc lập của Đài Loan là sẽ bị đốt cháy. Đây là lời rất là diều hâu của Ngoại trưởng Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị trong ngày thứ Năm lên tiếng cảnh cáo bất kỳ quốc gia nào không nên xen vào cuộc tranh chấp của Đài Loan và của Trung Quốc, và những quốc gia nào ủng hộ cho nền độc lập của Đài Loan là sẽ bị bốc cháy vì chơi với lửa và sẽ nếm thử được cái mùi vị bị trừng phạt như thế nào. Đây là lời phát biểu của Vương Nghị đã đưa ra trong cuộc họp báo bên lề của một cái hội nghị được xem là thường niên giữa của Quốc hội Cộng sản Trung Quốc ở tại Bắc Kinh. Chúng tôi chưa bao giờ để cho Đài Loan ly khai ra khỏi vùng đất mẹ. Đó là lời khẳng định của Vương Nghị đã đưa ra. Và lời phát biểu này đưa ra giữa lúc mà phía Trung Quốc và phía Đài Loan đang có sự căng thẳng trên cái đảo Kim Môn nằm cách Hạ Môn của Trung Quốc khoảng 2 km, nơi mà đã có hai công dân Trung Quốc nhảy xuống biển và bị thiệt mạng. Và đảo quốc có 23 triệu dân này đang có sự đối đầu gay gắt với Trung Quốc kể từ năm 1949. Đài Loan trong thời gian gần đây đã có cuộc bầu cử tổng thống và người chiến thắng là Lai Ching-te, hay còn gọi là William Lai, vốn là một người thúc đẩy cho cái nền độc lập của Đài Loan và bị Bắc Kinh xem là một kẻ gây phiền phức. Và đảo quốc này cho biết là họ đã bắt đầu có những cái tiếp cận về quân sự với phía Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Đài Loan được xem là mạnh mẽ nhất kể từ cái đạo luật mà được ban hành năm 1979 gọi là Taiwan Reduction Act, và đánh dấu 45 năm đạo luật này ra đời. Và điều này đã dẫn tới tình trạng Bắc Kinh đã phản ứng rất mạnh trong cái việc mà gọi là độc lập của Đài Loan. Cùng một lượt thì bản báo cáo của hãng thông tấn Reuters cho biết Trung Quốc đã gia tăng tầm ảnh hưởng của họ trên vùng màu xám giữa họ và eo biển Đài Loan. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì Trung Quốc đã gia tăng sự hiện diện và các cái lực lượng quân sự của họ nhắm vào Đài Loan trên khu vực vùng màu xám, trong đó họ sử dụng các khinh khí cầu, các cái drone và kể cả một số tàu dân sự để tiếp tục xâm nhập vào cái vùng nhận dạng phòng không và gần tới lãnh hải của Đài Loan. Đài Loan đã bác bỏ tất cả những cái chủ quyền mà Trung Quốc đã đưa ra và nói rằng trong những năm gần đây Trung Quốc đã sử dụng cái vùng Gray Zone, tức là cái vùng màu xám này, để gia tăng khả năng quân sự và uy hiếp tới đảo quốc Đài Loan. Và trong một bản báo cáo gửi cho Hội đồng Lập pháp của Đài Loan và bản copy được nhìn thấy bởi hãng thông tấn Reuters, thì Bộ Quốc phòng của Đài Loan cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu phát động hàng loạt các cái mặt trận, trong đó gần như là họ sẽ bắt đầu có những cái kỹ thuật trên cái khu vực vùng màu xám để sách nhiễu Đài Loan, bao gồm là gia tăng cái việc tuần tra trong các cái tàu và các cái chiếc máy bay bay qua khu vùng không phận này. Phía Bắc Kinh đã lên tiếng và nói rằng họ yêu cầu tất cả các cái tàu di chuyển trên khu vực eo biển Đài Loan và các chuyến bay là phải thông báo và sẽ chờ sự đồng ý của Cộng sản Trung Quốc khi mà bay ngang qua khu vực này. Đây được xem là một trong những chính sách mới nhất của Trung Quốc đã đưa ra sau khi mà ông Lai Ching-te thắng cử. Và điều này, phía Đài Loan đã gửi một cái bản phản đối lên cơ quan hàng không dân sự của quốc tế gọi là ICAO, khi mà Trung Quốc đã bắt đầu bắt buộc tất cả các phi công của các máy bay thương mại là phải thông báo cho Trung Hoa lục địa biết về khi mà họ bay ngang qua eo biển Đài Loan. Đây được xem là một hành động mới nhất mà Trung Quốc đang tìm cách gọi là giành chủ quyền và uy hiếp tới đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã có sự lo ngại rất nghiêm trọng về tình trạng Trung Quốc cung cấp và nâng cấp cho một cái căn cứ hải quân ở tại Campuchia, theo tường trình của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là Daniel Crittenden đã đưa ra. Hoa Kỳ đặc biệt lo ngại rất nghiêm trọng về việc mà các giới chức của Campuchia đã cho phép Hoa Kỳ, sẽ cho phép Trung Quốc cung cấp ngân quỹ và nâng cấp cái căn cứ hải quân của Campuchia ở tại quốc gia này. Trong cái cuộc họp báo vào ngày thứ Năm, thì Daniel Crittenden là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đặc trách về Đông Á và Á Châu Thái Bình Dương cho biết thì Trung Quốc đã có cái hành động cung cấp ngân quỹ để mà nâng cấp cái căn cứ quân sự gọi là Ream Naval Base trong lúc mà viếng thăm Phnom Penh vào tuần trước. Và Christine Brin, người là tuần trước đã viếng thăm ít nhất 5 quốc gia Á Châu gồm có Singapore,
Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Brunei, nói rằng ông đã gặp gỡ với lại thủ tướng của Campuchia là Hun Manet và rất là có cuộc đối thoại được xem là tích cực và xây dựng, và trong đó ông đặt ra tình trạng gọi là lo ngại của Hoa Kỳ liên quan tới việc mà phía Trung Quốc đã cung cấp nguồn ngân quỹ và nâng cấp cái căn cứ hải quân này và có thể sử dụng căn cứ hải quân này trong tương lai cho lực lượng PLA. Đây được xem là một trong những cái lời lo ngại của phía Hoa Kỳ đưa ra. Tôi hiểu được là mối quan hệ của Trung Quốc và Campuchia, tuy nhiên nó liên quan tới cái căn cứ hải quân Riam, và trong đó Hoa Kỳ đã tiếp cận khu vực, và tôi hy vọng rằng các đối tác của chúng tôi phải có sự lựa chọn và phải khẳng định cái chủ quyền của họ trước cái sự gọi là lấn áp từ phía của Trung Quốc. Bắt đầu từ tháng 12 thì Trung Quốc đã có những viên chức quân sự viếng thăm cái căn cứ quân sự được nâng cấp này và đã có cuộc tập trận chung với lại lực lượng quân sự của Trung Quốc, và đây được xem là một trong những cái sự lo ngại của Hoa Kỳ. Ở trong 10 quốc gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thì Campuchia là quốc gia duy nhất đã thừa nhận cái chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông, và tân thủ tướng của Campuchia là ông Hun Manet đã mô tả mối quan hệ của Trung Quốc và của Campuchia là mối quan hệ vững chắc khi mà ông ta đã gặp gỡ với lại Tập Cận Bình vào tháng 9 năm ngoái. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố và lo ngại của Hoa Kỳ khi mà Campuchia đã bắt đầu nhích gần và có thể hỗ trợ cho Trung Quốc trong sự hiện diện ở trên Biển Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và trong lúc viếng thăm một căn cứ huấn luyện ở tại Bắc Hàn, ông chủ tịch của nhà nước Cộng sản Bắc Hàn là Kim Jong-un đã bắt đầu cầm thử những cây súng và bắn thử các loại súng được sản xuất tại đây. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã sử dụng một cây súng trong lúc mà ông ta thanh sát một cái trung tâm huấn luyện và trong đó thúc giục các binh sĩ là phải chuẩn bị tinh thần cho một cái cuộc tập trận và chiến tranh theo tường trình đưa ra ngày thứ Năm. Bản tin cho biết thì ông này đã mặc một cái áo màu đen, tức là cái áo jacket, và ông ta đã sử dụng một cây súng được xem là sniper, tức là một cây súng có tầm bắn xa, trong lúc mà ông ta đang thanh sát cái trại huấn luyện này, và ông ta đã bắn thử một số những cái bia ở trong cái viếng mà lúc mà ông ta viếng thăm, và trong cuộc viếng thăm vào ngày thứ Tư ở cái trung tâm huấn luyện và cái trại huấn luyện quân sự của Bắc Hàn ở phía tây của quốc gia này, ông Kim Jong Un nói với lực lượng quân sự của Bắc Hàn là phải gia tăng cái tinh thần cảnh giác trước các cái sự đe dọa của kẻ thù và sẵn sàng cho cái tư thế về chiến tranh. Đây là bản báo cáo của hãng thông tấn KCNA đưa ra. Và chuyến viếng thăm này diễn ra giữa lúc mà Seoul và Washington đang thực hiện một cuộc tập trận thường niên vào mùa xuân được biết với cái tên là Freedom Shield, và trong đó được xem là một trong những cuộc tập trận lớn giữa Nam Hàn và của Hoa Kỳ. Và Bình Nhưỡng xem cuộc tập trận này là một cái cuộc thực tập để xâm lăng quốc gia của họ và nói rằng sẽ trả một cái giá rất lớn nếu như mà có những hành động khiêu khích đối với lại phía Bắc Hàn. Hoa Kỳ từ lâu nay đã bắt đầu thúc đẩy lại việc tập trận chung với Nam Hàn và của Nhật Bản để gia tăng cái khả năng kiềm chế đối với Bắc Hàn. Trong khi đó, Bắc Hàn đã liên tục bắn thử các cái hỏa tiễn đạn đạo của họ, và thời gian gần đây họ đã thắt chặt các mối quan hệ với Nga và sẵn sàng hợp tác về quân sự với Nga. Đây được xem là một trong những căng thẳng mới ở trên vùng Đông Bắc Á, nơi mà được xem là đang có những cái căng thẳng giữa phía Bắc Hàn, Hoa Kỳ, Nhật Bản và kể cả của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Canada đã đạt được thỏa thuận trong việc mà trả tự do cho những công dân Canada bị bắt giữ gần 3 năm tại Trung Quốc. Bản tin từ Toronto cho biết thì chính quyền của Canada đã đạt được thỏa thuận một trong hai công dân Canada bị bắt giữ ở Trung Quốc trong gần 3 năm qua trong các cáo buộc về an ninh giữa lúc mà đang có một cái cuộc gọi là căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia. Theo tường trình của John Phillips là luật sư của ông Michael Spavor xác nhận vào ngày thứ Tư là thỏa thuận này đã được kết luận. Tuy nhiên ông đã không cho biết thêm chi tiết. Tôi có thể nói rằng là cái vấn đề xảy ra của ông Spavor và chính quyền Canada đã được giải quyết, ông Philip cho biết như trên. Và tờ Globe and Mail báo cáo rằng là việc này đạt thỏa thuận, trong đó thì phía của cái thỏa thuận này là ông Spavor sẽ phải chi ra khoảng 6 triệu đồng Canada sau khi mà ông đe dọa là sẽ khởi kiện chính quyền Canada trong việc mà một người bạn của ông cũng là một tù nhân là Michael Corrick. Ông Corrick trước đó được biết là đã bị bắt bởi Canada, bởi Trung Quốc sau khi mà phía Canada bắt giữ bà Meng Wanzhou,
tổng giám đốc về tài chính của công ty Huawei dẫn tới sự căng thẳng của hai quốc gia kể từ năm 2018 cho tới bây giờ. Đây được xem là một trong những cái căng thẳng đối đầu và mới giải quyết được một trường hợp của ông Michael Spavor. Và hiện nay thì họ đang giải quyết cái vấn đề liên quan tới vấn đề của ông Michael Kovic. Đây được xem là một trong những cái căng thẳng mới nhất giữa những cá nhân công dân Canada với chính quyền Canada tiếp theo sau việc mà Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân này cùng ngày trong tháng 9 năm 2021 khi mà bà Men Wanyu, tổng giám đốc tài chính của công ty Huawei của Trung Quốc đã bị bắt giữ và bà ta được trả tự do vào tháng 9 năm 2021, chấm dứt cái việc mà Hoa Kỳ yêu cầu dẫn độ bà ta về xét xử tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Canada và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong đưa cái thông báo của công ty Teletron về đại nhạc hội mừng xuân diễn ra vào thứ Bảy Chủ nhật tuần này, ngày 9 và ngày 10 tây tháng 3 ở tại thành phố Houston, Texas. Quý vị nào ở khu vực này hoặc là vùng lân cận của Houston có thể tới đường Bel Air, chúng ta nơi có cái chi nhánh của công ty Teletron để tham dự cái chương trình nhạc hội mừng xuân với đông đảo sự tham dự của anh chị em nghệ sĩ. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với lại phía của công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 1877-892-6999, 1877-892-6999 hoặc vào trang web là teletronusa.com, teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và bây giờ thì như thường lệ chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị và lướt qua tất cả những cái lời chào hỏi của quý vị. Sao ông Biden lạm dụng chức quyền lúc làm phó tổng thống trục lợi cho gia đình ông ta vẫn được ứng cử và ủng hộ. Tại vì tất cả những việc này được phát hiện sau khi ông ta trở thành tổng thống. Nó đã được điều tra từ trước, tuy nhiên thì phía Quốc hội Hoa Kỳ chưa nhúng vô và bây giờ đang có một cái tiến trình điều tra đằng hạch đây. Tức là buộc ông ta phải chịu trách nhiệm đây. Chứ đâu phải là lúc nào thấy một cái là giống như Cộng sản bắt liền được. Và ông ta lúc trước khi mà có những bằng chứng thì ông ta vẫn có cái quyền tranh cử. Không ai cản được cả. Even ông ta bị kết tội đi nữa, ông ta vẫn có quyền tranh cử. Tại quyền đó được quy định trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Do đó không ai cản được cả nha. Ok. Rồi tiếp tục. Trước hết là cảm ơn Hải Hà đóng góp 20 Mỹ Kim. Cảm ơn rất là nhiều. Chú nghĩ giải quyết xong Gaza thì Do Thái sẽ xử Iran không? Biden không có trận Iran có vũ khí nguyên tử thật nguy hiểm. Chưa biết được tình hình bây giờ. Trước hết là cái cuộc ngưng bắn trước thánh lễ Ramadan vào Chủ nhật tuần này. Đây là thánh lễ lớn nhất của người Hồi giáo bắt đầu từ ngày 10 tây tháng 3, tức là ngày Chủ nhật tuần này. Thì việc ngưng bắn này có thể sẽ không diễn ra trước thánh lễ này. Thì bây giờ là cái chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai là báo cáo của cơ quan IAEA. Thì Do Thái có muốn làm thì họ cũng phải căn cứ trên những bản báo cáo này. Và họ đã nói rồi, họ không thể để cho Iran làm giàu chất uranium đầy đủ để chế tạo bom nguyên tử hoặc là hạt nhân. Thì phía Hoa Kỳ cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta đang chờ xem coi phía Do Thái có ra tay trước hay không. Trước khi mà Iran có đầy đủ tất cả uranium để chế tạo các cái bom nguyên tử và hạt nhân nha. Rồi. Cơ chế Liên Quốc xem việc bắt con tin là hợp lệ. Tôi cũng không biết nữa. Đáng lý là cái việc bắt con tin này là hành động bất hợp pháp và là một tội ác cũng như là một cái criminal, tức là tội hình sự. Nhưng bây giờ nó bị chính trị hóa, trở thành bây giờ đi cứu con tin và thương thảo với những kẻ khủng bố bắt cóc con tin. Thì quý vị, đây là cái mà tôi cũng rất là thắc mắc. Tại sao lại đi thỏa hiệp với những kẻ khủng bố bắt cóc con tin? Mà chưa kể là có hành động tấn công tình dục, hãm hiếp đã xảy ra với các con tin. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là bế tắc của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế. Họ không nhắc gì tới cái số mạng của con tin hết. Trong khi đó thì họ lại tiếp tục kêu gọi ngưng bắn. Thì cái điều này nó vô lý vô cùng nha. 2021, Mitch McConnell đòi ông Trump phải chịu trách nhiệm về vụ ngày 6 tây tháng 1 năm 2024. Mitch McConnell ủng hộ ông Trump làm tổng thống. Ha, ông ta đã quay xe. Thứ nhất, năm nay ông ta tám mấy tuổi rồi. Quý vị, tôi nghĩ rằng là cái nhiệm kỳ này là cái nhiệm kỳ sau cùng của ông rồi. Thì bây giờ ông thấy là cái xu thế của đảng Cộng Hòa
đã đi theo cái học thuyết của Donald Trump, ông phải chiều theo số đông thôi. Từ mấy chục năm nay ông ta đi theo học thuyết của Reagan, thì bây giờ ông ta thấy rằng là tất cả thành viên của Đảng Cộng Hòa đều đi theo học thuyết của ông Trump, thì ông sẽ phải xoay chiều thôi. Chuyện này là chuyện đương nhiên. Thì quý vị, ngay cả ổng và những người ở trong Thượng viện bây giờ cũng gần như là tuyệt đối ủng hộ ông Trump rồi. Tất cả lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa trên sàn Thượng viện đều endorse ông Trump. Và bây giờ họ mới bắt đầu nhận ra được học thuyết của Donald Trump nó khác với học thuyết của Reagan. Và học thuyết của Donald Trump bây giờ nó thích hợp với giai đoạn hiện tại. So với cái học thuyết của ông Reagan bây giờ, nó không còn phù hợp nữa. Có thể vài chục năm sau nó được sử dụng trở lại. Nhưng bây giờ trước mắt tình hình của Hoa Kỳ thì học thuyết của Donald Trump thích hợp hơn. Do đó ông ta thay đổi quan điểm là chuyện bình thường nha. Rồi tiếp tục. Ok. Tình hình nội bộ Trung Quốc tới đỉnh điểm có thể xung đột trong năm nay không anh Phong? Chưa biết được, với tình hình mà Trung Quốc đang gây hấn ở trên Biển Đông cũng như là bắt đầu tìm cách tăng cường cái mạng lưới quân sự của họ trong vùng màu xám ở trên eo biển Đài Loan, thì tôi không biết được, có thể sẽ bùng phát một cái cuộc xung đột ngắn trong năm nay, chưa biết được. Ok, rồi ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng để sắp xếp lại tình hình thế giới hy vọng không anh? Không có hy vọng, tại vì ông Trump chưa bao giờ biết Nhà Trắng là ai cả. Ok, ông Trump không có nhu cầu quay trở lại Nhà Trắng. Tại vì Nhà Trắng là cái nhà gì? Ok, ông Trump đang tranh cử chức Tổng thống Hoa Kỳ. Và cái nơi mà điều hành cái guồng máy của Hoa Kỳ là Tòa Bạch Ốc. Chả có tòa Nhà Trắng nào cả. Ok, rồi tiếp tục. Ok, bà Haley đã thua nhưng vẫn còn ngoan cố. Tôi chả thấy có gì ngoan cố cả. Bà ta đã thua và rút lui thì chả có gì ngoan cố cả. Có điều bà ta lưu ý ông Trump về cái khối cử tri đã bỏ phiếu cho bà ta, tức là khối cử tri mà ông Trump chưa thuyết phục được. Thì cái này là cái lời cảnh báo tốt chứ đâu có gì xấu. Tức là bà nói rằng trong Đảng Cộng Hòa vẫn có một số thành phần đang chống ông, bằng chứng là những người đó đã bỏ phiếu cho tôi. Thì bây giờ ông làm cách nào để thuyết phục được những người này để đánh bại Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11? Thì đó là một cái lời lưu ý tốt cho ông Trump, chứ đâu phải là ngoan cố cái gì đâu. Ok, rồi tiếp tục. Trung Quốc và Philippines có xảy ra chiến tranh không anh Phong? Cho tới giờ phút này thì đại sứ của Philippines tại Washington đó, ông lên tiếng và ông nói rằng tình hình của Trường Sa, tức là khu vực đối đầu của Trung Quốc và Philippines, nó còn nóng hơn eo biển Đài Loan. Tức là ông đang báo hiệu có thể có một cuộc xung đột. Thì cái đó là lời tuyên bố của ông đại sứ của Philippines tại Hoa Kỳ. Ông nói tình hình của Biển Đông bây giờ nó còn nóng hơn cả eo biển Đài Loan nữa. Thì đó là lời tuyên bố của ông sau khi có những cuộc đụng độ. Và mới đây nhất là hôm thứ Ba, năm tàu hải giám của Trung Quốc đã chặn một cái tàu tuần duyên của Philippines và tàu chở lương thực của Philippines, xịt vòi rồng vào tàu chở lương thực luôn. Và đáng tiếc cho Trung Quốc là họ không lấp liếm được cái hành động diều hâu này, là bởi vì hiện diện trên chiếc tàu tuần duyên là đề đốc Carlos của Philippines và có thêm hai ký giả của hãng thông tấn Associated Press, tức là hãng thông tấn AP. Thì Trung Quốc kỳ này không có lật ngược được cái hành động của họ nữa, họ không lấp liếm được nữa. Thì bây giờ họ bắt đầu phô trương sức mạnh quân sự tại đây nha. Rồi tiếp tục. Ok, vào lướt qua một số những cái đọc rồi. Ok, những quan tòa đảng Dân Chủ bổ nhiệm thì phán quyết có lợi cho đảng Dân Chủ, vậy công lý ở đâu? Cảm ơn chú. Thứ nhất là những quan tòa này khi mà đụng tới vấn đề chính trị thì họ luôn mượn danh một cái ý nghĩa nào đó để mà họ đưa ra để thuyết phục công chúng, nhưng mà tất cả đều có động cơ chính trị. Còn bình thường họ xử những cái vụ án khác thì không có gì cả, nhưng riêng vấn đề liên quan tới nhân vật chính trị hay là vấn đề chính trị thì họ lại có khuynh hướng, họ lại có khuynh hướng gọi là đưa ra phán quyết có lợi. Ví dụ bà tòa Chu Canh, khi mà bà ta phán án nặng cho một người của trong cái biến cố ngày 6 Tây tháng 1 đó, bà kết án người này tới 22 năm tù. Thì cái người này lên tiếng nói rằng bà có quyền kết án tới 100 năm tù.
No problem. Bởi vì cái hệ thống pháp lý của bà là một cái hệ thống pháp lý không khác gì cộng sản cả. Thì bà trả lời rằng, bà nói, ê, anh không phải là Navalny của Nga. Thì quý vị, câu trả lời của bà, ý bà nói rằng là cái người này không phải là một nhà bất đồng chính kiến giống như là ông Navalny của Nga. Nhưng mà cái cách hành xử của bà ta thì không khác gì quan tòa của Liên bang Nga cả. Tức là bà sử dụng cái quyền lực của bà để bức hại và kết án nặng nề đối với những người có khuynh hướng chính trị đối lập. Thì do đó chúng ta gọi là double standard. Tức là có hai tiêu chuẩn đó. Thì quý vị, những kẻ mà ủng hộ Palestine đập phá và chặn đường vi phạm luật pháp thì không bị kết án hoặc là bị kết án rất nhẹ, cùng lắm là bị làm việc cộng đồng thôi. Còn những người xuất hiện ở tòa nhà quốc hội thì bị kết án nặng nề. Thì quý vị, đây chính là cái trò của Obama trước đây và Joe Biden bây giờ. Do đó tại sao chúng ta nói là chính trị hóa trong hệ thống tư pháp đó nha. Rồi, cảm ơn người bạn nào đây. À, Sơn Đài Nguyễn đóng góp 19 đồng 99. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi, à, các nước Âu Châu có làm việc gì với Nga không anh? Theo em, Ukraine sẽ mất đất để được ngừng bắn thôi. Thì nó đã xảy ra một lần. Năm 2014, Nga nuốt luôn cả Crimea, bán đảo Crimea nằm trên vùng Bắc Hải. Thì 2022 cuộc chiến bùng nổ. Thì bây giờ để chấm dứt cuộc chiến này thì đám Âu Châu vẫn để cho Ukraine mất thêm một phần đất nữa. Thay vì họ đối đầu với Nga thì họ không muốn mất quyền lợi về năng lượng với Nga. Tại vì mua năng lượng của Nga vừa rẻ vừa gần. Do đó quý vị, đây là cái thái độ của Liên hiệp Âu Châu đó nha. Rồi tiếp tục. Biden có thể ký xá tội tham nhũng của mình và gia đình được không? Trên quy tắc ông ta là tổng thống thì quyền của tổng thống có quyền ân xá đó. Nhưng việc ân xá đó có thuyết phục công chúng hay không lại là một chuyện khác. Và ông ta có bị xem là lợi dụng quyền hành pháp của mình để trục lợi cho gia đình hay không lại là một chuyện khác. Nhưng về mặt quy tắc và theo cái hiến pháp quy định thì tổng thống có quyền ân xá cho bất kỳ ai kể cả bản thân của mình. Ok. Rồi. Nếu trường hợp tổng thống Trump không đủ túc số thì làm sao anh? Bây giờ em nói cho anh nghe làm sao trường hợp này xảy ra, ổng không còn một đối thủ nào hết, chỉ duy nhất mình ổng thôi. Và bây giờ thì nó còn một ngàn mấy trăm cái đại biểu đoàn mà ổng chỉ sót có một trăm mấy thôi. Thì em cho anh biết cái lý do tại sao mà không đủ túc số. Ổng đâu còn bị chi phiếu với ai nữa đâu. Ổng còn đâu còn bị chi phiếu với bất kỳ ai nữa đâu. Bây giờ tất cả cử tri của Đảng Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới chỉ còn tên Donald Trump thôi. Thì em giải thích cho anh nghe làm sao không đủ túc số. Ok. Rồi, à, tiếp tục nha. Ok. Ok. Ông Trump mà tới gặp và tôn vinh cái bà hôm đi bỏ phiếu mà bị gãy chân nhưng vẫn bỏ phiếu cho ông bằng được thì hay quá, vừa thân thiết vừa có được sự ủng hộ. Theo tôi biết, bà đã được mời tới Mar-a-Lago để đợi sau khi bà lành hẳn cái vết thương thì bà sẽ được mời tới Mar-a-Lago. Theo tôi biết là như vậy, ok? Chứ không phải là ông Trump phải tới bệnh viện, tại vì trong thời gian này ông rất bận rộn trong cái vấn đề vận động tranh cử. Và thứ hai là ông rất bận rộn trong những cái lịch về pháp lý. Do đó thì ông đã cho người mời bà tới Mar-a-Lago nha. Rồi, à, lướt qua một số cái. À, em thấy ông Trump chọn bà Haley làm phó tổng thống đồng hành có hợp lý hay không? Về quy tắc thì anh thấy hợp lý, nhưng mà về thực tế thì không. Hợp lý là như thế nào? Ông Trump bị một số người chống ổng bỏ phiếu cho bà Haley. Bây giờ nếu như ông chọn bà Haley làm phó thì những người đó sẽ bỏ phiếu cho ông. Thì trên quy tắc nó là như vậy. Nhưng cái khối phiếu bên ngoài và những cử tri của ông Trump họ không đồng ý bà Haley. Và họ có thể gây ra một cái phản ứng ngược. Ngay cả Tucker Carlson là một đồng minh của ông Trump đó. Mà Tucker Carlson trước đó đã đưa ra lời warning bỏ tên Haley ra.
Nếu không Tất cả cả sinh sẽ against ông Trump, chống lại ông Trump luôn. Thì quý vị, cái khối phiếu mà chống bà Haley ở trong cái khối cử tri của ông Trump đông quá đi. Ok, thì do đó ông Trump không thể chọn bà Haley được. Nhưng bà có thể có vai trò trong nội các. Bà có thể có được vai trò trong nội các của ông Trump, tuy không phải là bộ trưởng ngoại giao, nhưng có thể ông Trump bổ nhiệm bà làm thứ trưởng bộ ngoại giao, bởi vì bà đã có kinh nghiệm đối ngoại. Bà từng là đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, thì bà có thể nắm cái vai trò là thứ trưởng bộ ngoại giao. Tại vì bộ trưởng bộ ngoại giao là người đứng đầu trong nội các sau tổng thống và phó tổng thống. Quý vị nhớ trong cái quy tắc của hành pháp và lập pháp cũng như tư pháp, nếu tổng thống có vấn đề hay phó tổng thống có vấn đề thì chủ tịch hạ viện lên làm tổng thống. Nhưng nếu cả chủ tịch hạ viện cũng có vấn đề luôn thì người kế tiếp là bộ trưởng ngoại giao đó. Thì có thể ông Trump không bổ nhiệm bả làm bộ trưởng ngoại giao ở trong cái nội các, nhưng bả có thể giữ vai trò thứ trưởng bộ ngoại giao. Tôi lấy ví dụ thôi, tôi chưa biết được có hay không. Bả là thứ trưởng bộ ngoại giao đặc trách về vấn đề đối phó với Trung Quốc. Thì tôi nghĩ cái chức vị này thích hợp cho bả, tại bả là một người có cái tinh thần cứng rắn diều hâu với Trung Quốc ngay từ đầu rồi, và ngay từ lúc bả làm đại sứ của Liên Hợp Quốc rồi. Thì có thể, nhưng mà tôi không nghĩ bả được chọn làm phó tổng thống. Bây giờ ba người mà tôi nhìn thấy được, đầu tiên hết là bà Kristen Noem, là bà thống đốc của tiểu bang North Dakota. Người thứ hai là bà Elise Stefanik, là dân biểu của New York và là nhân vật số 3 của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Người thứ ba là Sarah Huckabee, đương kim thống đốc của tiểu bang Arkansas và cũng là một đại tướng của ông Trump. Trước đây thì ba người này là ba người mà tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ chọn một trong ba. Cái đó là cái suggest của tôi thôi. Còn bây giờ ông Trump ổng chọn ai chưa biết, sau ngày 19 tháng 3 lúc ổng đủ túc số trên 1.215 đại biểu đoàn thì lúc đó ổng phải có trách nhiệm thông báo cho mọi người biết ổng chọn ai làm VP nha. Ok, tôi thấy bà Nikki Haley rất cá tánh, mạnh mẽ, quyết tâm, thật đáng khen. Nếu ông Trump cho bà một vị trí trong nội các sau này thì vẫn vẫn tốt. Thì tôi nói rồi, có thể bà sẽ không nắm chức bộ trưởng, nhưng bà có thể được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ ngoại giao. Tại vì bà vẫn là một cái nhân vật rất là cứng rắn, tốt và có cái tinh thần bảo thủ cao. Quý vị thấy đó, đảng No Labour đã offer bà rồi, nhưng bà dứt khoát, no, tôi vẫn sống với giá trị bảo thủ. Tôi trưởng thành trong giá trị bảo thủ và tôi bảo vệ cho giá trị bảo thủ, và cho tới lúc tôi nằm xuống tôi cũng bảo vệ cho giá trị bảo thủ. Bả dứt khoát không có đi theo. Nếu mà bả đi qua No Labour, bả có thể trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng này đó, nhưng bả không làm. Thì ít nhất là mình thấy được từ cái góc tích cực đi, mình nhìn từ cái góc tích cực đi, thì tôi thấy rằng bà ta có giá trị tốt trong cái chính sách đối ngoại, thì có thể rằng bà sẽ được nằm trong cái khu vực này, thì cái điều đó cũng tốt nha. Rồi, nếu để Ukraine ngừng bắn vài năm sau Nga tiếp tục những vùng đất nói là Nga đánh chiếm nữa rồi, tức là NATO tính sau. Thì tôi đã nói quý vị là cái thái độ của NATO ngay từ đầu đã sai lầm khi tránh đối đầu với Nga, ngay từ lúc mà Nga xua quân vào Ukraine. Đáng lý ngay từ lúc đó phải đối đầu, thì cục diện bây giờ nó khác nhau. Nhưng đám NATO sợ là sẽ cuộc chiến này nó sẽ mở rộng trở thành đệ tam thế chiến, rồi cuối cùng thì Âu Châu sẽ bị tàn phá, Âu Châu sẽ mất đi tất cả những cái kinh tế đang có, bla 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 bla, rồi cuối cùng họ chọn tránh né. Và sự tránh né này bây giờ dẫn tới cục diện mà Nga vẫn tiếp tục cuộc chiến này và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Thì quý vị thấy rồi đó, tôi đã nói ngay từ đầu là chọn thái độ cứng rắn mà. Ok. Rồi, ông Trump chọn người của Texas lên để giải quyết vấn đề biên giới. Greg Abbott là một nhân tuyển tốt, nhưng mà chưa chắc. Chưa chắc, tại vì ông Greg Abbott đang điều hành rất tốt tiểu bang Texas. Và tiểu bang Texas hiếm có được một ông thống đốc nào cứng rắn như vậy. Cho nên ông Trump chưa chắc đã chọn ông Greg Abbott. Ok, và tôi nghĩ rằng lần này ông chọn nữ, chứ không phải chọn nam. Ok.
Bà tha thống đốc New York hôm tháng trước tuyên bố ông Trump không đóng tiền phạt, bà sẽ thu tiền nhà của ông Trump. Bà lấy quyền gì đội tuyên bố như vậy anh chú Phong? Không phải bà thống đốc, đó là bà bộ trưởng tư pháp, bà James. Thì bà dựa trên cái phán quyết của tòa án gần 400 triệu, nếu mà ông Trump không nộp phạt thì bà có thể xin án lệnh của tòa tịch thu tài sản của ông Trump để mà trừ nợ. Thì cái đó là cái chuyện của bà làm. Nhưng tôi không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Tôi không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Bởi vì chuyện này xảy ra nó sẽ gây ra một cái hậu quả rất lớn cho cái nền kinh tế của New York nói riêng và Hoa Kỳ nói chung. Tức là cái hành động này nó không khác gì cộng sản cả. Nó không khác gì cộng sản cả. Do đó thì tôi nghĩ rằng là sẽ đi tới một cái shutdown. Tức là đi tới một cái thỏa thuận. Chưa biết được nha. Rồi. Ok. Tại sao bà ta lại tiền tranh cử từ nạn dân chủ để đấu với tổng thống Trump về anh? Thứ nhất là những nhà quyên góp đó không ai cản được họ. Và một người ra tranh cử, họ có thể nhận tiền của bất cứ ai, miễn là người đó ở Mỹ, là quốc tịch Mỹ hay là thường trú nhân tại Mỹ hay là công ty tại Mỹ. Ok, thì họ đóng góp cho cái quỹ tài chánh của mình thì mình nhận thôi. Là ứng cử viên, là một chính trị gia thì không thể từ chối những cái này được. Tại vì nó là một trong những cái điều kiện thứ hai quan trọng trong chiến dịch tranh cử. Quý vị, vậy thì ngày xưa Hillary và Bill Clinton có nhận tiền của ông Trump không? Có. Ông Trump vẫn đóng góp quỹ tranh cử cho ông Reagan, ông Bush, và sau đó đóng góp luôn quỹ tranh cử cho Hillary Clinton. So what? Ok. Và ngay cả tổng giám đốc của JP Morgan Chase, trước đây là nhà quyên góp lớn nhất của đảng Dân Chủ, bây giờ họ chuyển qua đóng góp cho đảng Cộng Hòa và đóng góp cho bà Nikki Haley. Không có gì sai cả. Ok. Vấn đề ở chỗ là họ đóng góp tiền, nhưng họ có gây ảnh hưởng hay không là một chuyện khác. Và người được nhận tiền có bị ảnh hưởng bởi những nhà quyên góp đó hay không lại là một chuyện khác nha. Rồi, ok, Phó Tổng thống Tim Scott, ông Tim Scott cũng nằm trong cái shortlist của ông Trump. Tức là trong cái shortlist của ông Trump có luôn cả Tim Scott. Nhưng mà chưa biết được, tôi đã nói rồi, lần này thì tôi, cá nhân tôi, chủ quan thì tôi thiên về phụ nữ. Nhưng mà cái shortlist ông Trump đưa ra thì có Ron DeSantis, có Vivek Ramaswamy, có Tim Scott, có bà Kristi Noem, có bà Stefanik và có cả luôn bà Tulsi Gabbard nữa. Tulsi Gabbard là từ một người ở bên đảng Dân Chủ, rời khỏi đảng Dân Chủ và bây giờ có khuynh hướng bảo thủ, nhưng bà chưa phải là thành viên của đảng Cộng Hòa. Thì Tulsi Gabbard trước đây là dân biểu của đảng Dân Chủ ở tại Hawaii. Thì bây giờ bà chuyển cái quan điểm rồi. Bà ủng hộ cho ông Trump và bà ủng hộ cho cái giá trị bảo thủ của bên Cộng Hòa. Thì bà cũng nằm trong cái shortlist đó. Nhưng mà chưa biết được. Cuối cùng thì phải chờ chính miệng ông Trump đưa ra nha. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước đó bị ung thư, hiện giờ đã sao rồi anh? Ông đã vào bệnh viện cách đây một tuần lễ để check up thì nó nói là ok rồi. Họ nói là ok rồi. Ung thư này là ung thư tiến tuyền liệt, chứ không phải là một cái ung thư quan trọng mà nó tàn phá cơ thể của quý vị. Giống như quý vị nói thì bây giờ thì ông ta đã phục hồi và đang điều hành. Tuy nhiên thì tôi vẫn chưa biết là cái vụ mà ông ta che giấu 4 ngày đó nó ảnh hưởng như thế nào nha. Có khi nào ông Trump chọn đảng Dân Chủ làm phó tổng thống được không ạ? Có quyền nhưng mà chưa bao giờ cả. Có quyền chọn bất kỳ ai, người ngoài đảng, trong đảng hay người của đảng đối lập thì có quyền chọn, nhưng mà thuyết phục được các thành viên trong đảng hay không lại là một chuyện khác, chứ không ai cản cái quyền đó của mình cả. Thì thông thường họ không chọn đối lập, thông thường họ không chọn đối lập. Ok, thì trên quy tắc là như vậy. Vì còn nếu mà mình chọn thì làm sao thuyết phục được những người trong đảng của mình? Thì điều này nó sẽ gây cái ảnh hưởng rất lớn nha. Người quỷ gốc Trung Quốc có làm chương trình giống anh không? Rất nhiều.
Quý vị sẽ có thể lên cái chương trình của NTD, tức là một trong những cái đài truyền hình của tờ Epoch Times Anh ngữ đó, thì họ có cái chương trình mà tôi rất là thích, mà tôi khuyến khích quý vị coi là China in Focus. Đây là cái chương trình mà họ tập trung nói về Trung Quốc và họ cũng có những cái bài phân tích liên quan tới tình hình chính trị của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì một số những cái chương trình khác, như là nó có cái chương trình mà China Uncensored, thì là một cái chương trình rất nổi tiếng, tức là Trung Quốc không kiểm duyệt đó. Thì những cái chương trình truyền hình này, những người Hoa ở tại Mỹ rất là nhiều, rất là nhiều. Họ phân tích từ cái chính trị Mỹ cho tới cái chính trị của Trung Quốc. Thì nếu mà quý vị có thời gian thì vào trong cái chương trình China in Focus của tờ Epoch Times Anh ngữ để xem, hoặc là cái chương trình mà China Uncensored, tức là China Trung Quốc không kiểm duyệt đó. Đây là những cái chương trình rất nổi tiếng, người Mỹ rất thích, người Mỹ rất thích những chương trình này nha. Ok, anh cho em hỏi vụ sập Facebook và YouTube có điều tra nguyên nhân không, nếu ngày 5 tới tháng 1 bị nữa thì sao? Thứ nhất là YouTube không bị sập, chỉ có Facebook thôi. Facebook bị sập 3 trang. Thứ nhất là Instagram, thứ hai là Facebook, và kể cả cái một cái trang khác nữa, nó bị sập trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thì không biết lý do, thì tới giờ phút này tôi cũng không biết lý do. Và Facebook cũng đang điều tra và cũng không cho biết lý do tại sao nó sập. Nó sập là bởi vì quá tải, nó sập là bởi vì cái hệ thống nhu liệu bị gì, hay nó sập vì có hacker phá đám, thì họ chưa báo cáo. Và nó xảy ra đúng cái ngày bầu cử sơ bộ nữa. Thì tôi không biết được là bây giờ mình phải chờ Facebook đưa ra cái bản báo cáo của họ tại sao bị sập. Chúng lúc đó chúng ta mới biết được nha. Rồi à. Phó tổng thống không chừng là Mike Pompeo. Có thể, nhưng mà tôi thì dự đoán Mike Pompeo chắc chắn sẽ nằm trong nội các của ông Trump. Và lần này cái vị trí mà tôi nhắm vào là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại vì Mike Pompeo đã từng là giám đốc cơ quan tình báo CIA, rồi sau đó trở thành ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Ông đã ngồi qua những chức vụ này, cho nên cái chức vụ kế tiếp của Mike Pompeo có thể là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chứ không phải là Phó Tổng thống. Tôi nghĩ rằng Mike Pompeo vào cái vị trí này thích hợp hơn. Ok. Rồi, à, có bao giờ chọn Nikki làm phó không? Vì bà này cứng rắn, không bỏ cuộc và tới phút chót và lấy được nhiều phiếu từ ủng hộ Nikki, dọn đường cho Nikki làm tổng thống năm 2028. Thì tôi nói với quý vị, việc chọn ai tôi chưa biết, nhưng mà Nikki Haley có vẻ khó, là bởi vì đa số cử tri của ông Trump phản đối. Nếu chọn Nikki Haley để lấy được cái khối phiếu của những người ủng hộ cho Nikki Haley mà mất đi đa số phiếu bên đây, liệu ông Trump có làm hay không? Nhất là những nhân vật cứng rắn như là Mark Gaetz nè, rồi Tyler Green nè, rồi Tucker Carlson nè. Nếu như mà họ chọn thái độ ngược lại thì thiệt hại của ông Trump sẽ lớn hơn. Lấy được khối phiếu này nhưng mất một khối phiếu bên đây thì sao? Do đó, về quy tắc thì tôi thấy, về quy tắc tức là về cái kỹ thuật tranh cử đó, thì tôi thấy là chọn bà Nikki Haley là hợp lý. Mình có khối phiếu này rồi, bây giờ cộng thêm khối phiếu này nữa là ngon lành. Nhưng trên thực tế nó không phải như vậy. Trên thực tế không thể dùng cái kỹ thuật này được. Tại vì đa số khối phiếu này chống lại thiểu số khối phiếu này. Vậy thì ông Trump chọn cái cục lớn hay cục nhỏ? Nói tôi nghe đi. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Wow, các bạn vào khá nhiều. Ê, Hồng Thanh Đinh, đừng có nói chuyện chơi cái kiểu đó nha, ok? Rồi, em không hiểu thị trường chính Hoa Kỳ là gì đây? Em viết cái câu mà không có một cái dấu nào hết, anh đọc rất là khó. Vẫn tăng, tình hình kinh tế thì rất tệ. Ồ, em nghe ông Trump thì có thể là crash trong năm nay theo kiến như thế nào? Với tình hình kinh tế này, có thể đi tới cái crash, tức là bị vỡ. Thị trường chứng khoán sẽ vỡ và thị trường kinh tế sẽ vỡ, bởi vì phân lời quá cao. Phân lời quá cao nó sẽ khiến cho nhiều thị trường bị vỡ. Do đó ông Trump đưa ra dự đoán cũng không có đến nỗi là sai lắm đâu. Và tôi đã từng nói quý vị, năm 2024 còn nhiều thách thức.
nhất là những cuộc chiến gắt chực chờ bùng nổ. Năm 2024 là một năm đầy thách thức, bởi vì hai cuộc chiến rưỡi rồi, nó có thể thành ba cuộc chiến, bốn cuộc chiến đó. Và những cuộc chiến này nó sẽ tác động tới nền kinh tế toàn cầu, và cộng thêm cái tình trạng phân lời tại Mỹ quá cao thì nó có thể dẫn tới tình trạng bị crash, tức là bị đổ vỡ đó nha. Anh có nghĩ Mike Pompeo không tranh cử tổng thống năm 24 vì để cho ông Trump lên không, và 28 Mike Pompeo có thể ra tranh cử không? Tôi không biết được, bởi vì ổng khi biết được ông Trump có ý định ra thì ổng không muốn làm đối thủ của ông Trump, đây là điều chắc chắn. Và ổng đã từng tuyên bố là mấy năm nhiệm kỳ của ổng làm ngoại trưởng, ổng đã làm việc rất tốt với ông Trump và đã tạo ra những chính sách có lợi cho cái tư thế của Hoa Kỳ. Thì đó là những gì mà ông Mike Pompeo đã nói. Do đó thì tôi đã thật sự quý vị, tôi không nghĩ là Mike Pompeo sẽ là phó tổng thống, mà tôi nghĩ rằng ổng sẽ ngồi chức bộ trưởng quốc phòng nhiều hơn, tại vị trí này cần ổng hơn vị trí phó tổng thống. Cái vị trí này cần Mike Pompeo nhiều hơn cái vị trí phó tổng thống nha. Rồi, cảm ơn Tigon đóng góp 19 đồng 99 cà phê anh Phong, cảm ơn rất là nhiều. Và cũng cảm ơn tất cả các thính giả cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!